Cuối năm 2020, container đầu tiên mang sản phẩm Isolin từ Mỹ về Việt Nam. Đây là một trong những sản phẩm chiến lược của công ty BBT, do CEO Duy Nguyễn đích thân sang Mỹ hợp tác cùng với nhà sản xuất nổi tiếng RFP. Khi hàng vừa cập bến, CEO Duy Nguyễn cùng với đội ngũ nhân sự gấp rút triển khai công tác marketing. Anh hồ hởi tiến hành quay video clip truyền thông giới thiệu đến khách hàng tại Việt Nam. Sau đó, anh tập trung cho công tác khai trương building quận 9, cùng với việc hoàn thiện các công tác cuối cùng tại building quận 7. Nhưng hôm nay Duy Nguyễn hoàn toàn sụp đổ khi hay tin video clip mà anh dày công chuẩn bị sau 3 tháng nhân viên vẫn chưa dựng. Dạo này mệt quá các bạn, rất mệt. Nhưng mà Duy cố gắng ngồi đây trong một cái khoảng thời gian rất là áp lực. Mới nói được không? Đó, mới nói đó các bạn. Media đưa cái video review. Mệt quá nhưng mà vẫn ngồi đây để thử một cái sản phẩm mới. Một cái đứa con tinh thần mà nó mới về tới Việt Nam ngày hôm qua sau bao nhiêu năm tháng chờ đợi. Wow. Cái đứa con này là cái kết quả của chuyến đi Mỹ của Duy hồi đầu năm 2020. Đầu 2020 luôn. Đó, làm việc với RSB, đối tác chiến lược 2 ngày trời. Ăn dầm nằm về ở tiểu bang Florida, thành phố Miami. Mà một chút xíu Duy sẽ nói sâu hơn. Bây giờ cho phép Duy uống cái đói chịu hết nổi rồi. Một là đói, hai là háo hức muốn thử một cái sản phẩm mới, coi cái chất lượng nó có đạt như sự mình kỳ vọng hay không. Đó, BBT và Duy đạt hết toàn bộ tâm trí, sức lực vô sản phẩm này. Nhìn cũng được quá mấy bạn nghe, xịn sò đồ rẻ mà. Rẻ là do BBT trợ giá. Tại đây là đứa con tinh thần của BBT nên BBT sẽ trợ giá hết mình luôn để khuynh đảo thị trường. Đó là mục tiêu nói thẳng luôn. Một muỗng và 25g protein isolate hanolite nha mấy bạn. Bột khá là mịn đó các bạn. Duy phải thử 10 phiên bản chỉnh sửa này nọ các kiểu. Tất cả thứ nhất là ví dụ như thành phần dinh dưỡng thì mình cũng nói rồi. Nhưng mà phải chỉnh về cảm quan người dùng nữa các bạn. Cảm quan người dùng là mấy cái bột, màu bột, rồi độ hòa tan, độ nổi bọt, đồ uống vô cảm nhận sao nữa. Wow. Uống vô có giận giận không đồ. Đó. Mà cái này phải custom theo chuẩn của Việt Nam. Và Duy phải tham gia trong quá trình đó rất là sâu. Rồi đây, pha giùm anh em. Đói quá, nói chuyện không nổi luôn á. Bữa nay là Duy quay 5 video. Hôm qua là quay 5 video nữa. Đó. Rất là mệt mỏi, rất là áp lực. Đáng lẽ là không có quay giờ này đâu. Các bạn thấy không, trong kia là cái lớp nhảy. Duy dặn nhà nhạc nhỏ hết cỡ mà lớp nhảy nó mang ở đây cũng khá là lớn. Cái tiểu bang á, Florida, là nó nằm ở phía đông của nước Mỹ. Mà cái thành phố của RSB á, mà trụ sở á, là Miami. Một thành phố du lịch biển mà. Du lịch biển, dân đó giàu lắm. Nhà nào nhà nấy triệu đô không mà. Wow. Đi du thuyền này nọ kinh khủng lắm. Chỗ đó chỗ biển mà, nên đi du thuyền đâu đâu, bãi biển Miami nó cũng xấu như bãi biển Vũng Tàu mình thôi. Nhưng mà cái á, người ta làm marketing nó này nọ kia nó trở tự nhiên á. Việt Nam mình được cái là đồ tự thiên nhiên đẹp. Thằng Mỹ hên xui à. Biển Miami bạn nhìn thấy vậy thôi chứ bạn đến thực tế nó y như bãi Vũng Tàu. Nó cũng có quán vỉa hè luôn. Mà quán vỉa hè nó không phải quán vỉa hè của mình, nó sẽ khác. Một quán nó nằm ở cái khu vực đó thôi. Để Duy cố gắng Duy lục cái tấm hình cũ Duy cho bạn coi. Đó, cũng đi ăn uống nhậu nhẹt đó. Giám đốc chở Duy đi bằng cái xe Range Rover. Wow. Xe Range Rover nha. Mà xong hỏi Duy đi bên Việt Nam Duy đi bằng xe gì, nó nói Mercedes. Xong nó thấy ngạc nhiên rồi nha. Xong rồi hỏi mua nhiêu tiền nữa là 300k đô rồi lật mặt luôn. Nói sao nước mày bán xe mắc vậy. Đó, tại vì nó là Việt Nam. Công nhận bữa nay cái lớp nhảy sung thiệt các bạn. Xung chịu không nổi luôn. Đây thử nha. Có bọt không ta? Cái quay isolate là chuyện bọt, hydrolyte là bọt là chuyện bình thường, không gì lạ hết. Nhưng mà BBT đã hạn chế tốt nhất có thể rồi đó. Mà uống vô cảm nhận vị. Vô mấy em. Bạn sẽ nhìn là ủa sao Duy ơi, trong đây nó có gì trắng trắng. Thôi đừng hỏi, sản phẩm nó có vậy độ mình không hết nữa mà. Hỏi mới được trả lời luôn á. BCA nó cũng đâu hòa tan này nọ, các kiểu ABC đồ. Thôi. Chào con, vô đi con.
Đi vô tầng nào? Cho con một cột cái. Giờ kia mẹ con mà cho chú chừng 1 triệu mấy đi, rồi chú cho 1 thùng. Một cái thôi. Thì một cái thôi, con 1 triệu mấy thôi. Hiểu không? Một nghìn. Này, vô uống không? Vô uống không? Cho 1 miếng nè. Vô uống không? Rồi đây. Hai anh em hay gì vậy? Rồi chia nha. Rồi ly chia đôi, ai uống trước? Ủa nó uống trước. Trời ơi, con uống xong rồi nói ngon không? Như Milo không? Giống Milo không? Ngon hơn không? Giống Milo đàng hoàng. Uống hết nha, ngon uống hết nha. Trời ơi, thằng này dữ nè. Nữa không? Nữa thôi. Uống nữa thôi. 30 ly nữa. Ghê vậy? Áo xanh cô uống được không? Thôi hả? Cô này chắc em rồi. Thường thường á, em lanh hơn anh. Con là mẻ của chú hết miếng rồi nha con. Con chơi là mẻ của chú miếng rồi nha. Không có mấy này phục hồi chịu nổi, bạn mệt quá trời luôn. Nói không ra hơi luôn á. Cái sản phẩm này chắc gì sẽ để trên bàn làm việc của mình, chắc chắn. Và để trên cốp xe hơi của mình, để mình đi tới đâu á, mình ăn đồ ăn á mà nó thiếu protein á, lấy ra bụp. Quay lại thành phố Miami, chưa có cái đối tác nào bên Mỹ á mà Duy đi quá 1 ngày á, đúng không? Ngay cả Nutrach Duy đi chỉ đi 1 ngày thôi đó. Nhưng mà Duy tốn khá nhiều thời gian ở RHB, tại vì ở RHB nó có những dự án quan trọng. Mà tật của Duy á, cái gì mà Duy chưa làm xong á là Duy không có nói nó. Mình phải, mà nhất là trong vấn đề kinh doanh và vấn đề làm ăn á, mình phải làm xong đi, mình hãy công bố ra. Mà một khi á, cái thương hiệu mà Isolin này nè phổ biến trên mạng xã hội á, là lúc đó đó là cái hàng nó lên tàu rồi. Cái hàng nó lên tàu rồi. Mà Duy đã tính tới cái bước tiếp theo á, là cái tham vọng á, là cái sản phẩm quay ở RHB á, mà biết không, cái sản phẩm đó đó bây giờ là dành nhau mà đặt hàng không có luôn. Đại lý giận hờn, đại lý đặt hàng không đủ đó. Nên á, Duy mới trữ cái hàng này. Duy trữ cái hàng này để mà sau này á, mà lỡ mà quay RHB mà nó hụt hàng á, làm chơi một cú lớn luôn. Wow. Một cú banh nóc thị trường luôn. Có thể là bán bằng giá. Duy không hứa, nhưng mà Duy chỉ nói trước là sẽ có thể nha. Các bạn đừng đầu cơ. Các bạn không đầu cơ được với Duy đâu. Các bạn nghĩ rằng à, ông Duy Nguyễn ông nói như vậy đúng không? Thôi vậy mày tao mốt tới kia hết, tao không mua kia nữa, tao đã dành tao mua cái này. Bạn nghĩ được thì Duy cũng nghĩ được. Đó. Nhưng mà ý Duy nói á, là cái lá bài Isolin này trong tay Duy á, Duy xè ra dũng binh đường nào Duy binh nè. Đúng không? Binh đường nào binh nè. Còn thực tế mà mấy bạn sale phản ánh á, sáng nay đi 1000 hũ. Sáng nay đi 1000 hũ. Đây là một thông tin chấn động trong ngành sale. Chấn động chứ phải giỡn đâu mà. Nhưng mà tại Duy không có thời gian để Duy PR và đi nhấn mạnh nó. Tại hôm nay Duy đang bận với những dự án máy. Chứ bạn nhớ Amino không? Amino không phải Amino 6000 hồi xưa, trước đó nữa. Trước đó nó có Amino túi heo. Đó. Cái Amino đó thì nó cổ lĩ cổ lai rồi. Mà cái thời lúc mà Duy mới vô ngành đó, là một cái công ty nó bán nhập cái Amino đó, mà nhập một đơn hàng từ bên Mỹ nhập về đó, mà công ty đó nhập á, nó chỉ nhập được có vài trăm hộp thôi. Nó chỉ nhập được có vài trăm hộp Amino thôi, mà giá trị thương mại của Amino đó là gì so với này, đúng không? Nhưng mà qua bao nhiêu năm tháng phát triển gần 10 năm, với sự ra đời của BBT tạo ra một cái cuộc đua vũ trang trong ngành súp. Bao giờ bạn nhìn cái BBT bao nhiêu mã hàng, Duy còn không nhớ nổi nữa đó. Nhưng mà cái sản phẩm mới, cái này nó là new, nó đi 1000 hũ luôn buổi sáng hôm nay. Và theo sự tiên lượng của Duy á, là nghĩ là trong vòng 2 tuần nữa BBT sạch hàng. Điều đó nói lên cái gì? Điều đó nói lên cái á, là hồi nãy Duy nói là bán bằng giá quay RHB là vui, tại còn hàng đâu mà bán. Đó, chia sẻ với bạn thêm một số thông tin về kinh doanh. Quay lại Miami, qua bên Miami ăn chơi đủ ghê mà. Thành phố nó giàu, nhà cao tầng này nọ. Duy cái đại lộ highway 95 đó, bằng mở Google Maps ra highway 95 nó chạy dọc
nguyên cái tiểu bang Florida luôn. Nó tì nó đi từ là Miami tới Jacksonville. Tới Jacksonville luôn. Là Duy chạy từ Miami chạy xe chắc tới Jacksonville luôn. Xong rồi Duy vòng về Tampa. Xong rồi đi vòng Tampa Duy gọi là Orlando. Là cái tiểu bang Florida là Duy đi rác luôn. Mà RSB nằm ở trên ở ngay Miami mà Duy á tối bữa đó là Duy đi trải nghiệm seafood. Trải nghiệm seafood mà ở Miami ăn seafood mà. Ở Miami ăn seafood mà cái giá của sống á, thằng Miami thì nó mắc hơn Orlando. Đó, mà cái tiểu bang Orlando giá, ủa lộn xin lỗi bạn, thành phố Orlando á thì giá nó rẻ rẻ hơn so với những cái tiểu bang như Los. Thằng Los này mắc lắm. Đó, mà thằng Miami này cũng mắc nữa. Đi vô ăn nhà hàng bạn tin nổi không? Đi ăn nhà hàng tốn gần $1,000 bữa đó mà. Không biết nhiêu đó, 600 mấy hay 700 mấy gì đó. Kêu có gì đâu. Có món này nè, món cua đá. Món này món cua đá. Nó tiếng Anh nó là rock cáp gì đó. Đó. Cua đá nó như cua đồng nhà mình vậy đó. Nhưng mà cái càng của nó dày hơn. Nó có chụp hình luôn, nó để trong một đống đá nó ướp là thấy món lạ qua chỉ một phát. Đâu biết kêu món gì đâu ba, vô món toàn là món lạ không mà tiếng Anh nè. Ngồi tính gần $1,000 luôn nội. Đó. Mà cái càng con kinh ráp á gì kêu á. Ăn nó rất là ngon. Phải nói nó đáng đồng tiền bát gạo chứ có nó mắc thôi. Đó mà Duy, cái kỷ niệm mà Duy ở trong cái thành phố Miami đó là một cái buổi đêm đó. Là Duy đi bộ, Duy đi tản mạng này nọ kia các kiểu. Xong rồi đi vô cái hầm gửi xe hỏi cái đồ tính thẻ nó bị hư. Xong rồi không biết cách nào để ra hết, thôi lủi luôn. Lủi luôn, sợ bị phạt mấy bạn. Trời ơi, mình đi qua nước người ta mà quậy quậy hay là mình làm gì đó nó sai lầm á, mình sợ mình bị phạt. Bị phạt sau này visa nó ảnh hưởng. Buổi tối đi chơi, ban ngày đi làm đó. Mà khi mà đối đầu với RSB đó, nó nhiều cái dự án lắm. Bạn thấy không, BBT dạo này nhập dàn đóng sản phẩm mà toàn là quắc. Sản phẩm cho tặng tùm lum la hết. Sản phẩm gì màu từ lưa hột dưa hết. Đổi màu kinh khủng, sản phẩm rất nhiều. Và bây giờ là BBT chưa không phối hết nữa. Nó còn một giải đằng sau, một giải đằng sau. Áp lực và doanh số này nọ cũng nặng nề nữa mấy bạn. Đúng không, mình làm ăn chiến lược mà. Trên bàn contract điều giá. Nói về giá cả đó thì phải làm sao để có một mức giá nó cạnh tranh, một chiến lược nó lâu dài. Phát triển một cái dòng đời sản phẩm nó phải tương đối, nó nghiêm túc chút đỉnh. Chứ không phải là cứ phát triển này phát triển kia này nọ như nội đu trách cứ năm nào cũng đổi hết. Ông nội đu trách mà thấy không? Năm nào cũng đổi sản phẩm, giờ thêm dòng gì đầu lâu sò khỉ nữa. Cái dòng đen đen á, cái dòng AA ta đang màu trắng đẹp chết, ông chịu đâu, ông quất qua màu đen phát một, giờ làm phải bia lại. Đó. Nó nhiều cái nó cũng khổ lắm, nhưng mà cái sự thành công nhất á mà khi mà đi mình gia tăng cái mối quan hệ hợp tác với RSB á là mình có được một cái sản phẩm, nó là Isolin, một cái sản phẩm mà gọi là nó cũng là rất là tâm huyết và tâm đắc của cá nhân Duy Nguyễn cũng như là tập thể BBT đó. Nói thiệt chứ không phải là mình còn không cần phải quảng cáo gì cả, sản phẩm này nó ra đời để nó thực hiện một cái chiến lược. Đó. Chiến lược mà mình dùng cái từ mà nó hơi phim chút xíu. Nó hơi phim ảnh chút xíu á. Là gì? Đập phản đồ. Nó là để ra để nó cạnh tranh với một sản phẩm khác. Thì cái tiêu chí của nó tập trung vô những cái nhánh đó để nó cạnh tranh. Về thành phần, về chất lượng, về dinh dưỡng, về cảm quan, về cảm biến ABC. Có cảm biến nữa hả? Có, cảm biến mà lạnh, nãy giờ lạnh quá mấy em. Đó, nên bây giờ đang tình hình dịch Covid này á, không biết khi nào mà mới qua lại thăm lại RSB để đến bãi biển Miami ăn hải sản nữa. Có con cua đó, cua đá đó, ăn bên đó nó có. Mấy cái bài tiểu bang hay không có. Đó. Mà khi á mà Duy Nguyễn giữ gửi cái dự án khai trương của mình đó cho team RSB coi á là team RSB thích lắm. Team RSB nó trời ơi quá đã, quá tuyệt vời. Tao nhìn thấy cái này là tao muốn tìm lại cái không khí tập luyện chung mày xưa. Nó kêu anh bằng mày, du ai đó, dịch mày thôi. Đó, hồi xưa anh tập trung nó, trời tim tụi nó trẻ tuổi không, nhìn thằng kia ông nội kia râu không à, 28 tuổi à. Sếp tổng nó bằng tuổi anh. Sếp tổng nó bằng tuổi anh, hiểu không? Vậy mà cái tim nó nhỏ vậy đó, trẻ mà nó có sự thành công trong cái lĩnh vực thực phẩm bổ sung. Và anh thích cái sự thành công đó. Anh thích cái tuổi trẻ thì nó làm việc nhanh lẹ, nghiêm túc
và nó hấp thu cái mới của thể hình đó. Bởi vậy tụi anh nó hợp tác nhau là nó cũng khá là trơn tru, và nó cái quan điểm nó cũng rất là phù hợp với nhau đó. Anh nhớ trước lúc mà chia tay để anh lái xe lên phía Bắc, anh đi Jacksonville. Tại Jacksonville là một trong những cái kho của con RHB nữa. Con RHB này nó nhiều kho lắm bạn, có một kho trên Jacksonville nha. Thứ anh đi lên Jacksonville phải là kiếm cái kho của nó, không phải anh đi vì lý do đó là thứ nhất là mình vừa là business trip, chuyến đi của mình là kinh doanh, nhưng mà mình phải đi du lịch, mình khám phá này nọ kia. Anh thích cái cảm giác chạy xe, anh trải nghiệm cái hệ thống giao thông của Mỹ. Nếu mà qua bên Mỹ mà không chạy xe được thì đối với anh nó mất mát nhiều lắm đó. Anh đi từ phía nam vòng lên phía bắc, đi Jacksonville, đi Tampa, đi qua Disneyland, tất cả các kiểu hết, đi gần như cũng 1/3 nước Mỹ rồi đó. Mấy tiểu bang phía bắc thì nó lạnh quá, anh không đi đó. Xong rồi cái giám đốc tổng với thằng Alex nó ngồi, hai đứa ôm anh vỗ vai bập bập bập, Mỹ nó vậy đó, bập bập tình cảm đó. Nó nói với anh một câu á mà dịch ra tiếng Việt á là BBT và RHB, chúng tôi xem bạn không phải là không chỉ là đối tác, wow, mà là người anh em, mà là bạn bè. Anh nghe xong anh cũng vỗ vai đó luôn, nhập vai tùy tục mà, me too. Cái câu đó là câu nói lên tất cả. Cái câu đó nó thể hiện cái sự cảm động, nó thể hiện một cái sự xúc động, nó thể hiện một cái trách nhiệm giữa hai anh giám đốc nói chuyện với nhau, đúng không? Anh không có đi nửa vòng trái đất, anh lặn lội đi máy bay đủ từ bờ đông qua bờ tây để rồi anh trải nghiệm quãng thời gian ở trong RHB, mà anh về anh không có được cái gì cả, anh không có được cái cảm xúc gì hết. Nên bạn mới thấy là team BBT tập trung put cái thương hiệu RHB rất là mạnh. Mà RHB năm nay nói mà cho nên số nó phải gấp 2, gấp 3 lần năm trước, đúng không? Qua bên bạn hỏi, nó hỏi anh, you can, bạn có thể không? Anh sure, đúng không? Anh trả lời mạnh lắm. Mình phải dựa vào cái gì mình mới dám sure? Bạn có 10 sản phẩm, 20 sản phẩm, tôi vẫn phát triển được. Tại vì cái thế mạnh của BBT là chuyên phát triển sản phẩm mà, chứ không phải BBT bán sản phẩm, không có bán. Phát triển nó mới là cái cốt lõi. Còn chuyện bán nào bán trả được. Nên một cái chuyến đi nó mang lại cho Duy đầy xúc động. Và giờ thằng Alex đó với Vích đó, Vích là giám đốc tổng, còn Alex đó là giám đốc kinh doanh đó. Nó nói là muốn qua Việt Nam quá. Nhưng mà ok, qua Việt Nam thì BBT và Duy Nguyễn lo ai vậy, wow. Nhưng mà chỉ có một cái, giờ ông qua đây cách ly 14 ngày thôi, ông ở bển luôn đi. Cái đó nói thiệt. Nên năm nay có thể là lỡ hẹn, tại Covid nó đến không ai đỡ được. Nhưng mà những năm sau nữa thì cái sự nồng thấm của BBT với đối tác hay là cái team của hai bên nó sẽ gắn kết nhiều hơn, và nó có những chuyến đi qua lại giao lưu. Anh muốn bắt đối tác của anh tập gym ở phòng của anh để anh trải nghiệm những cái máy tập đẳng cấp Mỹ Đế hai em mà ngay cả bên Mỹ cũng không dám đầu tư. Anh nói thiệt, đấy là thiệt. Cái chất chơi ngạo nghễ của một gymer Việt Nam hay là gym chúa gì đó, mình thích dẫn họ, họ là người Mỹ, mình là người Việt Nam mà dẫn họ đến những phòng gym thiết kế thì theo phong cách Việt Nam, gym phục vụ cuộc sống, đúng không? Bách rau Việt Nam, building Việt Nam, nhưng mà máy là Mỹ Đế hai em. Nói chung là anh là người anh, nó sống nó kiểu nó ngạo nghễ, mà cái kiểu nó mặt mũi Việt Nam anh trọng lắm. Nó không biết diễn tạc bằng từ nào á. Việt Nam. Mà Việt Nam là có Duy Nguyễn, wow. Mà Duy Nguyễn là gì? Gym phục vụ cuộc sống, khỏe đẹp thành công và đẳng cấp. Đẳng cấp là gì? Phát triển những thương hiệu sản phẩm theo phong cách riêng của mình. Và đó là Isolin. Phát pháo mạnh nhất vào thị trường thực phẩm bổ sung năm 2020. Hãy sở hữu đi các bạn. Mây đen bao phủ toàn cầu, mặt trời tỏa sáng tới đầu BBT. Covid là gì? Chúng tôi càng mạnh hơn. Để làm được điều đó, chúng tôi rất cảm ơn sự đồng hành và ủng hộ của quý khách hàng, của các bạn fan thân yêu. Và chắc chắn tôi sẽ có những cái phần quà dành cho những bạn fan thân yêu luôn cùng Duy Nguyễn chinh chiến trên mọi mặt trận.
trong đó có mặt trận Đàm Trẩu nha.